Thưa quý vị, chúng ta đã có mộc bản triều Nguyễn và hệ thống bia tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám được nhận danh hiệu di sản tư liệu thế giới. Và trong năm 2014 này thì chúng ta sẽ đề cử châu bản triều Nguyễn và tới nay thì công tác xây dựng hồ sơ đã được hoàn tất. Vâng ạ, châu bản triều Nguyễn là những văn bản hành chính do các cơ quan chính quyền từ trung ương cho đến địa phương soạn thảo và được hoàng đế phê duyệt. Và trong một gõ cửa ngày mới sáng nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với giáo sư Phan Huy Lê để hiểu rõ hơn về kho tài liệu độc nhất vô nhị này. Xin chào giáo sư Phan Huy Lê, là người trực tiếp nghiên cứu về châu bản triều Nguyễn đã rất nhiều năm, thì thầy có thể giới thiệu sâu và kỹ hơn một chút về cái kho tài liệu vô giá mà chúng ta hiện giữ được ạ? Thì trong 11 cái vương triều Việt Nam, tôi nói là từ đời Ngô sau khi giành độc lập đấy cho đến triều Nguyễn, thì chỉ có triều Nguyễn là may mắn còn giữ lại được cái nguồn tư liệu châu bản này. Và cái số tư liệu châu bản này ngày xưa tôi chắc là đồ sộ lắm, nhưng mà trải qua chiến tranh, nhất là hồi năm 45-46, rồi trải qua sự mất mát trong bảo quản đấy, thì bây giờ còn lại theo sự giám định sơ bộ của giáo sư Trần Kinh Hòa đấy là chỉ có khoảng 25%, tức là 1/4, có nghĩa là 3/4 đã mất. Tuy nhiên cái số còn lại bây giờ đấy thì được Cục Lưu trữ, Văn thư Lưu trữ Nhà nước, mà trực tiếp là Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2 đã đóng lại thành 773 tập. Giá trị của châu bản triều Nguyễn thì được có thể được đánh giá trên rất là nhiều mặt, chứ không chỉ đơn giản là về những cái nội dung về kinh tế hay là chính trị, đúng không ạ? Đây là cái nguồn tư liệu theo tôi là vô giá. Nó phản ánh toàn bộ cái Việt Nam thời nhà Nguyễn. Hơn thế nữa đấy, trong châu bản nó còn có một cái loại tài liệu rất là đặc trưng, đó là các cái mối quan hệ bang giao với nước ngoài. Nó phản ánh cái quan hệ trực tiếp giữa ta với các nước, trong đó với Trung Quốc, rồi với các nước láng giềng Lào, Campuchia, và phản ánh với cả với một số nước phương Đông. Và trong châu bản đấy thì có một cái loại tài liệu mà theo tôi trong tình hình hiện nay đấy có giá trị đặc biệt, đó là các cái châu bản đấy nó phản ánh cái chủ trương chính sách của nhà Nguyễn đối với Biển Đông nói chung, và trong đó đặc biệt là đối với hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cho đến nay chắc chắn là chưa đầy đủ, nhưng mà tôi nắm chắc được đấy là có 19 tờ châu bản phản ánh về tình trạng này. Hiện nay thì chúng ta đang hoàn thiện hồ sơ để trình UNESCO công nhận châu bản triều Nguyễn là di sản tư liệu thế giới. Thì là người cố vấn cho hồ sơ này thì giáo sư có cái sự tin tưởng như thế nào vào danh hiệu mà chúng ta có thể đạt được? Tất nhiên cái hồ sơ này theo tôi thì chắc chắn là chúng ta còn phải có sự bổ sung và hoàn chỉnh. Nhưng mà với cái giá trị đích thực của châu bản ấy, thì tôi tin tưởng, có thể nói tin tưởng tuyệt đối đấy, là cái châu bản này sẽ được chấp nhận trước mắt là tư liệu thế giới của khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Rồi sau đó sẽ nâng lên là cái tư liệu của thế giới trên phạm vi toàn nhân loại. Sở dĩ tôi tin như vậy đấy, thì trong cái tiêu chí để được công nhận được tư liệu thế giới đấy, thì có một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng là cái tính đích thực, tính hiếm hoi, mà nếu độc bản ấy, thì càng có giá trị. Thì có thể nói châu bản triều Nguyễn đấy là cái về cái tiêu chí này, cái giá trị này đấy là không thể chối cãi được. Chúng ta đang nói rất nhiều đến việc giữ gìn truyền thống và bản sắc văn hóa trong thời kỳ hội nhập. Vậy theo giáo sư, việc phát huy giá trị của châu bản triều Nguyễn có ý nghĩa như thế nào với việc giáo dục truyền thống ạ? Đây chính là cái ý nghĩa của cái nguồn tư liệu này. Vì cái châu bản đấy có giá trị lớn lao bao nhiêu đấy, nhưng mà chúng ta chỉ đóng kho, giữ lại trong kho đấy, thì rõ ràng cái giá trị đó sẽ không được phát huy, và cái ý nghĩa của nó sẽ rất bị hạn chế. Cho nên tôi rất là ủng hộ làm thế nào đó đấy. Một mặt là chúng ta phải bảo quản rất tốt, rồi trên cơ sở đó đấy thì chúng ta phải phát huy cái ý nghĩa của nó, cái tác dụng của nó, cái giá trị của nó. Thì muốn như thế đấy, trước hết là cái Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 đấy là phải mở cửa, phải tạo điều kiện đấy để cho mọi người, trước hết là các nhà khoa học để vào đây nghiên cứu. Thì việc này đấy là Trung tâm 1 theo tôi đã làm tốt. Xin cảm ơn giáo sư Phan Huy Lê đã trò chuyện với chúng tôi sáng nay ạ.